Ok. Rồi, chào mọi người ha. Mình là Cóc đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà dùng AI ghép mặt của người này vào người khác ha. Bạn không cần phải biết Photoshop hay là gì hết. AI nó sẽ làm cho bạn ha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ demo ghép mặt của Mr. Bean nè, của Lionel Messi nè, hay là của Hermione nè vô mặt của Superman. Đó. Ok ha. Thì cái đầu tiên bạn cần á là cần một cái server Discord. Với lại bạn add cái con bot Inside Face Swap vô cái Discord của bạn ha. Thì ở đây mình có cái chân đất Discord đây này, đã add cái con bot vào rồi ha. Setup xong hết mọi thứ rồi. Các bạn chỉ cần vào dùng thôi. Đó, rồi, ok. Nói chung là bước chuẩn bị là xong rồi ha. Có con bot, có server Discord, rồi có hình gốc nè, hình nguồn nè ha, và hình đích. Hình nguồn tức là cái hình mà bạn muốn ghép cái mặt, còn hình đích là cái hình mà bạn sẽ ghép cái mặt vô ha. Đó, thì mình sẽ ghép, ví dụ là ghép mặt Mr. Bean vô siêu nhân. Rồi, ok, bắt đầu ha. Đầu tiên thì bạn gõ cái lệnh self id đây ha. Rồi bạn gõ cái lệnh self id á, xong bạn cầm cái hình nguồn á ha, tức là cái mặt mà bạn cần ghép á, bạn ném nó vô đây. Đó, kéo thả vô rồi bạn đặt tên. Đặt tên cho cái ID đó, là ví dụ như đặt tên là Bean ha. Đó. Thì bạn nó sẽ đăng ký. Rồi xong. Đó, đăng ký cái ông Bean này vô rồi đó. Rồi. Bước thứ hai là bạn cần một cái hình đích, tức là cái hình mà bạn sẽ cái mặt nó sẽ ghép vô đây ha. Cái hình này có thể bạn lấy trên mạng hoặc là bạn dùng những cái con AI mà vẽ. Ví dụ như là mình có con Midjourney á ha. Cái hình siêu nhân này là mình dùng Midjourney mình vẽ ha. Rồi, ok. Bước thứ hai, bạn chuột phải vô. Bạn chọn cái ứng dụng ha, app hoặc là ứng dụng. Đây, rồi bạn chọn là InSwapper. Bấm vô là xong. Đợi đây ha. Đợi, mình nghĩ là đợi chút xíu là xong à. Ồ, hiện tại đang có khá là nhiều cái lệnh. Nè, xong rồi nè. chưa đến 20 giây ha. Bạn coi nè. Đó, đây là Mr. Bean ghép vô cái hình siêu nhân này nè. Rồi ok, thử lại thêm một lần nữa ha. Self ID. Rồi, mình lấy hình Lionel Messi đi. Để vô đây. Rồi, đặt tên là ví dụ như là Messi. Enter. Đó. À, ID name Messi created. Đó. Tức là cái khuôn mặt của Messi đã được lưu lại rồi ha. Rồi. Bạn chuột phải vô cái hình gốc, ấy quên cái hình đích á ha. Chuột phải vô, chọn ứng dụng và bấm in swapper. Xong rồi đợi ha. Nó ra được những cái dòng này nè, tức là bạn làm thành công rồi đó. Đợi ha. Đó. Ghê không? Hình này cũng quá đẹp trai luôn các bạn ha. Messi ghép vô siêu nhân nhìn thấy có vẻ hợp á. Rồi, ok. Demo thêm một phát nữa. Sell. Đây. Rồi, mình lấy hình Hermione ha. Trong Harry Potter á, mình đặt là chữ hơ đi. Mình không có nhớ tên chính xác rồi. Đó, đặt chữ hơ đi. Rồi. Đăng ký khuôn mặt. Ok. Bây giờ mình ghép vô ha. Đây, mình ghép vô coi nó ra cái gì coi. Nói chung là lâu lâu cái server của nó cũng bị nghẽn ha, nên đợi lâu hơn chút xíu. Rồi, đây. Siêu nhân BD. Rồi, đó. Ha. Nói chung là hai bước thôi. Hai bước đơn giản ha. Đầu tiên là bạn đăng ký khuôn mặt, sau đó bạn chuột phải vô, chọn app, rồi chọn đây, InSwapper. Nhưng mà cái server Discord của bạn á, phải add con bot nó vô ha. Bạn có thể vô cái chân đất Discord của mình nè, nó mình setup xong hết sẵn rồi. Đó, cái link của chân đất Discord mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Rồi, ở đây có một vài cái lưu ý cho các bạn nha. Đầu tiên á, là cái hình nguồn và hình đích đều là phải chụp rõ mặt. Và tốt nhất là góc nhìn là nhìn trực diện ha. Tức là nhìn vào ống kính á. Đó. Nè, hình này cũng phải là rõ mặt. Đó, những cái hình này là đều phải rõ mặt hết nha các bạn. Đó. Và tốt nhất là nhìn trực diện. Hình đích nè, tức là cái hình mà bạn cần ghép vô á cũng phải rõ mặt luôn để mà con AI á nó nhận diện được và nó ghép cho nó chính xác ha. À. Rồi, có một vài cái lệnh mà bạn cần phải lưu ý nè ha. Ở đây là nãy là mình demo cái lệnh là self ID ha. Có một vài cái lệnh nè, ví dụ như là set ID, list ID, delete ID
và delete all. À, những cái lệnh này là gì? Nè, đầu tiên là mình sẽ coi cho bạn coi là cái list ID ha. Là gì nè? Đây, rõ list ID. Đây, nó sẽ hiện ra những cái ID mà cái tài khoản này của bạn đã đăng ký nè, thấy không? Đó. Rồi, current ID name nè, là her, tức là cái hình Hermione á. À. Đó, rồi, ví dụ mình có những cái này rồi gì? Mình muốn đổi qua cái ông Bin thì sao? Rồi, có cái lệnh là set duyệt set ID. Đây, bạn gõ chữ là bin. À, đó. Rồi bạn coi lại nha. List ID. Coi nè. Đó, bạn coi nè, cái current ID name nè, bây giờ là bin này nha. Nghĩa là lúc này nè, ví dụ bạn chuột phải xong rồi bạn app in swapper đây, à, thì nó sẽ ghép mặt siêu nhân vào cái mặt của ông Mr. Bean, à, thay vì hồi nãy á là cái mặt cuối cùng mình đăng ký á là cái cô mà Hermione, à, hiện tại mình đã set lại cái ID như nó là Mr. Bean đó. Ok ha, đó đây nè, thấy không, hình này cũng giống giống hình trên kia. Rồi cái lệnh nữa bạn cần phải coi là ví dụ như là delete ID, delete ID nè, đó. Rồi ví dụ trong cái danh sách này nè, ví dụ bạn xóa cái ID này đi, cốc đi ha. Đó, bạn không thích nữa, bạn xóa đi. Đó, hoặc là ví dụ bạn muốn xóa hết thì sao? Delete all. Đây, bạn xóa hết. Đó, rồi bây giờ bạn coi thử list ID nè. Bây giờ nó sẽ không còn cái ID nào hết ha. Rồi ví dụ bạn ghép thử nè. Ghép thử vô đây. Nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ báo lỗi á. Thấy không? Current ID not found. Đó, bạn có thể dùng set ID hoặc là self ID để mà đăng ký khuôn mặt mới. À, đó là những cái lệnh mà bạn cần lưu ý khi dùng mà dùng con bot này. Rồi, ok. Đó là những cái lưu ý và cái bài hướng dẫn để mà bạn dùng cái con bot là Inside Face Swap để mà ghép mặt ha. Bạn ghép mặt bạn không cần phải biết Photoshop, không cần phải biết cái gì các bạn. Bạn chỉ cần có những khuôn mặt này, bạn ghép từ mặt này qua mặt kia, rất là đơn giản luôn ha. Rồi, ok. Nếu mà bạn thấy video này có ích á thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck.